thật sự thì hôm nay Minh Luân cũng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà nhận được tất cả những tình cảm quý vị đã dành tặng cho Minh Luân cho đến bây giờ. Và cái thông điệp hôm nay cũng là một cái dịp rất là đặc biệt nữa, đó là cũng vào mùa lễ Vu Lan, đúng không ạ? Thì nhân dịp này thì cũng có hôm nay cũng có ba mẹ Minh Luân lên tới đây, thì thật sự là Minh Luân cũng muốn hát một bài để mà dành tặng riêng cho ba mẹ, giống như là một cái lời mà cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ đã sinh ra Minh Luân. Ca khúc tiếp theo Minh Luân gửi đến quý vị là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hàng Châu. Ca khúc được mang tên Bóng Dáng Mẹ Hiền, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
thương yêu dần dần mai đầu lỡ thơ bóng bạc tháng tuyên sâu con sẽ về dù trước hay bye.
gió mưa trong lòng nghe buồn tim người ơi. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Biết sao quý vị, tại sao mà mình luôn thêm hát nhạc với ca trữ tình không? Tại vì mỗi lần mà hát nhạc sôi động mệt quá. Hát xong cũng tắt hơi luôn quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Rồi, sau hồi sau để tôi thêm lên ạ. Vâng, bây giờ Lê Hữu Quỳnh hỏi là bây giờ gần tới cuối mà chương trình còn khá dài, tại vì còn cải lương, rồi còn Trường Giang nữa để phục vụ cho tất cả quý vị. Và bây giờ Lê Hữu Quỳnh hỏi là quý vị ở đây xem ca nhạc sôi động rồi, trữ tình rồi, xem hài rồi, bây giờ quý vị có muốn nghe cải lương không? Không. Nghe cải lương không ạ? Nghe cải lương xong rồi mình sẽ xem hài, nó sẽ thú vị thôi, nhưng mà quý vị yên tâm. Nếu như mà nghe cải lương mà coi nguyên cả tù á thì không được, trễ lắm, còn Trường Giang nữa. Nên bây giờ sẽ là một trích đoạn cải lương theo yêu cầu của tất cả quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình của buổi tối ngày hôm nay và gửi đến chúng tôi. Đó là một trích đoạn trong một tuần cải lương rất là nổi tiếng của tác giả Đức Phú, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Kính thưa quý vị, và với trích đoạn cải lương này thì Diễm Quỳnh mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại một trong hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, Lan Anh Hài, Bảo Trung, cùng với sự kết hợp của các nghệ sĩ rất quen thuộc đối với bộ môn nghệ thuật cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, sự góp mặt và quay trở lại của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, sự tham gia của nghệ sĩ Trinh Trinh và hai nghệ sĩ Việt Mỹ và Chủ Nhí. Một lần nữa, Diễm Quỳnh mời tất cả quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Tới giờ học. Trời ơi, không biết hôm nay có đi lộn lốt không?
tết tụi nay sao nó màu nó nổi quá vậy? Bắt đầu học em. Bắt đầu giờ học. Mấy đứa này. Dạ. Ta là thầy giáo chứ không phải bao công Quy Dung. Tại cái bạn nó có màu vậy. Bắt đầu học nè. Bây giờ các trò hãy nói theo thầy không? Bây giờ nó hơi thầy. Mày không đóng tiền trước tao 6 tháng tao đuổi cổ
nghe ta hỏi tiểu nhân đối với đại nhân như thế nào? Dạ thưa thầy, tiểu nhân đối với đại nhân gần thì lễ phép, xa thì quán giận. Nó ta giỏi. Bây giờ ta cho các trò hãy nhìn xem bức tranh này. Vợ thầy hả? Các trò thấy thế nào về bức tranh này? Lương Sơn Bá, dạ. Con thấy sao về bức tranh này? Dạ thưa thầy, ở trong tranh có vẻ một nàng con gái đi trước và một đàn trai trẻ theo sau à? Không dám đàn trai trẻ theo sau đâu ba ơi. Hả vợ thầy? Dạ. Theo ngươi thì ai theo sau? Dạ một đàn con gái đi trước, nguyên một bầy dê theo sao? Hay quá cậu! Dạ sao tài! Sợ! Lương Sơn Bác! Dạ! Trả lời cho thầy biết, hoa đẹp là như thế nào? Dạ thưa thầy, hoa đẹp là hoa có gai à? Không dám có gai cơ mà! Má giáo tài! Dạ! Theo ngươi thì hoa đẹp là hoa như thế nào? Dạ thưa thầy, hoa đẹp là hoa nhất là hay cái đầu. Dứt đầu là sao? Dạ, dứt đầu là bỗng pho, sập lầu chết cả đám đầu. Giỏi quá cậu ơi. Hay lắm. Dạ. Ngươi hãy trả lời chúng ta biết. Sao kiếm chuyện tao phải không hỏi? Thiếu gì cứ không hỏi đi. Ta thích ngươi. Dạ. Giỏi. Kết học giỏi. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy và đề cử con. Trả lời cho thầy biết. Dạ. Con người ta khi đói quá thì sao? Đơn giản, đói quá thì ăn no. Đơn giản. Dạ. Tụi ăn no quá thì sao? No quá thì phát ác. Mà không ăn là ốm nhát tàu lùng xịt. Ta ghét nhất ai nói cái chữ lùng. Cao, cao xịt. Cao đó, thà nấu ngắn ta thích. Dạ. Ngươi đúng là cái thứ mà cổ phục khó khăn. Trang trang chữ, trang chữ. Chắc là cậu. Đúng là tường rơm. Tường rơm gì quên. Tường rơm. Không có chắc. Tường rơm không có chắc. À. Đúng là cái thứ sâu dân một nước mà. Đang học chạy đâu à? Lên đây. Bỏ tay luôn lên. Trời đánh là hai cái rồi. Ta kêu lên đây không? Ta lên làm đánh tôi xong. Bây giờ chết trời không đi lên không? Không, lên không làm đánh luôn. Không lên nè, ta xuống dưới. Thầy dạy toàn mà chỉ trích phái nữ thông tệ, nào là hữu nhan sắc là
thích truyền đề được không? Vậy à? Thiêu không để nói thang gì thử xem hả? Thử hả? Ừ.
Bộ, bộ đệ cũng biết thiêu nữa hả? Biết chút chút. Mày sẵn có kim chỉ đây để Quỳnh xỏ chim cho đệ nha. Dạ. Rồi, lắm đi, 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 l
gì vậy, làm sao kêu hoài cũng lên. À, nãy giờ con ta bận hay sao á? Bận đi, bận cái gì? Làm gà. Gà? Dạ. Gà nào làm? Dạ con gà sẽ ghét con làm. Gà nào? Dạ gà đây nè.